Xin chào anh chị, kênh điện tử Giao Khoán gửi đến anh chị video clip về giao cân bằng điện tử TBE và A12 cho anh khách là người Trung Quốc đang kinh doanh ở lĩnh vực chuối xuất khẩu ở Sóc Lu, Trảng Bom, Đồng Nai. Và cân TBE và A12 thì anh sẽ chọn cái cân nào và cân nào có nhiều ưu điểm hơn. Video clip này có âm thanh cho nên anh chị cứ cắm tai nghe hoặc là mở âm lượng vừa đủ ạ. Cũng đừng quên nhấn vào nút subscribe hoặc là nút đăng ký bên dưới video clip này ở YouTube để nhận được nhiều hơn video clip về hướng dẫn sử dụng cân điện tử ạ. Và đây là cân điện tử Giao Phát đang giao cho ảnh nhiều loại cân. Và trên xe tải luôn có đầy đủ nhiều loại như thế này để khách hàng có thể lựa chọn cho mình một cái cân bàn điện tử nào phù hợp nhất, đúng ý mình nhất. Và khi mà đến cái cơ sở sản xuất kinh doanh của anh ở Sóc Lu, Trảng Bom, Đồng Nai thì cân điện tử Giao Phát cảm thấy rất là thú vị với cái máy ép đáy thùng như thế này đây. Và anh chị nhân viên đang nhịp nhàng dán những cái, tại vì cái thùng giấy này có hai lớp và công việc của anh chị này là làm sao nó hai lớp này dính chặt lại với nhau để cho cái thùng nó chắc chắn và nó kiên cố hơn. Thì cái máy này đây chính là cái máy ép đáy thùng cho hai lớp đáy nó dính chặt vào nhau. Nhìn nó rất là thú vị, nó rất là liên hoạt, nó rất là liên tục. Và chính anh là người khách hàng người Trung Quốc và đang kiểm tra và đang so sánh hai cái cân bàn là TBE và A12 thì cân nào sẽ có nhiều ưu điểm hơn và đúng cái mục đích sử dụng hơn. Dĩ nhiên là cân TBE luôn có cho mình một cái màn hình LED đỏ lớn nhất, mình đứng xa mình có thể đọc được số rất là rõ ràng, có đèn báo hiệu phần trăm pin để biết được khi nào cân đầy pin và khi nào cân hết pin. Và dĩ nhiên là cân điện tử TBE là được sự lựa chọn của anh và anh mua rất nhiều. Hiện tại đến thời điểm này thì anh đã mua hơn 6 cái để cho phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh của anh ở đây. Và xem xong video clip này mà anh chị nào đang kinh doanh ở lĩnh vực tương tự, đang đóng trái cây vào thùng tương tự như anh khách hàng này thì mà cần đến một cái cân điện tử thì anh chị cũng có thể tham khảo video clip này. Và nhớ là nhấn phiếu đăng ký bên dưới video clip này ở YouTube để nhận được nhiều hơn video clip về hướng dẫn sử dụng ạ. Xem xong video clip này mà anh chị đang cần một cái cân điện tử tương tự như thế này thì anh chị có thể gọi nhanh đến số hotline 0909 899 833 hoặc truy cập đến website cân giao phát.com để xem được nhiều hơn những cái cân điện tử tương tự như thế này. Cân Giao Phát xin cảm ơn ạ.